tắm gội thổi bay mọi mệt mỏi chỉ với một phím đàn cùng bộ sen tắm thông minh Enix KS. Điều khiển các chức năng theo phong cách phím đàn piano sang trọng, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Ngọc Nhi tự tin nói đây là một sản phẩm mà ai trong gia đình cũng dùng được, kể cả người lớn tuổi và trẻ em. Với thiết kế phím đàn vừa đẹp nè, tinh tế mà lại dễ sử dụng vì có chữ ở bên trên, và những cái chữ chú thích này nó sẽ tương thích với những cái tiện ích. Chỉ cần chúng ta đọc vào là chúng ta biết đây là cái phím dùng để làm gì. Bên cạnh đó có một cái cần gạt để chúng ta điều chỉnh là nước nóng hay lạnh, và cái chế độ nước nóng lạnh nó cũng hiển thị lên một cái màn hình LED luôn, có cụ thể nhiệt độ, nhìn vào mình biết là cái nhiệt độ bao nhiêu, thích hợp với da của mình hay không, để mình điều chỉnh sao cho hợp với cả cái thời tiết và cái không khí trong phòng tắm lúc đó nữa. Yên tâm rằng màn hình LED này nó sẽ không hề tiêu tốn điện, bởi vì nó hoạt động dựa trên năng lượng của dòng nước và cũng rất là an toàn cho người sử dụng ha. Basin phun nước rộng rãi, tay sen phun nước 3 chế độ, vòi nước ẩn tinh tế, vòi xịt nước mạnh mẽ, xứng đáng là bộ sản phẩm có thiết kế đa năng. Đừng lăn tăn mà hãy sở hữu. Liên hệ Enix nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay. Enix, công nghệ nâng tầm cuộc sống.